ai vậy? Xuống đây chi vậy? Tôi tưởng cô bị té nước chết đuối, cho nên tôi nhảy xuống cứu cô. Ai ngờ cô... Anh chết đuối thì có, tôi xuống tôi lấy cây kẹp này nè. Con nít xứ này á, mới đẻ ra là biết lội rồi. Mà anh là ai? Sao lão quắc lão quơ vậy? Mày mốt á, nhớ á, hễ mà thấy dân xứ này mà nhảy xuống nước á thì đừng có ngu dại mà nhảy theo nghe chưa. Coi chừng bị người ta kéo xuống sông theo hà bá đó. Đừng có giỡn, nếu bơi á tôi chấp cô nửa cái sông này luôn á. À mà cô tên gì, ở đâu vậy? Hỏi gì vậy? Tên tuổi của tôi mắc mớ gì tới anh? Thôi tôi đi về à. Anh ở đây á, ngắm sông ngắm gió tiếp đi nha. Ờ nè, ờ cô về bỏ tôi mình rồi, hà bá kéo tôi xuống dưới làm sao? À mà cô thích màu tím hả? Thấy kệ tôi, không có mắc mớ gì tới anh hết á. Nè, em ông chị xuống quá trời. Công chuyện ở đây lúc đầu cũng bề bộn, nhưng bây giờ cũng đã ổn thỏa rồi chị. Hồ sơ giấy phép cũng đã xong. Dạ em mời chị. Giờ chỉ còn chờ chị xuống để mà coi cái hướng bàn ngồi của cậu Dĩ. À còn cái chuyện mà mở rộng hệ thống phân phối á, chị cứ yên tâm, em đã mở được 7 cái đại lý bán lẻ ở vùng này rồi. Nói chung là mọi chuyện rất là ổn thỏa. À chị nè, em thấy là nếu ở đây á mình mà mở công ty kinh doanh phân bón thì thắng chắc. Là sao? Là bởi vì á là nông dân làm ruộng làm vườn bây giờ đã bắt đầu biết xài phân xài thuốc rồi. À. À với lại vừa rồi chị cho lắp mấy cái điện thoại đó chị, cũng tiện lắm, thông tin cũng kịp thời. Dạ. Cảm ơn chú đã lo lắng tất cả mọi việc. Bây giờ chú cứ thấy kế hoạch làm sao mà thuận tiện thì chú cứ làm ha. Dạ thưa chị, em sẽ hết sức hết mình với chị. Dù gì thì chị cũng đã coi em như người trong nhà rồi. Chị có biết không, bao năm qua em chưa từng nghĩ em là người ngoài. Cho nên là bất cứ chuyện gì em làm được cho chị, em sẽ cố gắng hết sức mình. Bởi vì đây cũng là gia đình của em mà. Chú nói vậy là tôi an tâm thật sự đó. Dạ. Tôi đợi thằng Dĩ nó về ha, rồi xong chú với nó cùng bàn cái chuyện kinh doanh sao theo cái hướng mà tốt thiệt là tốt. Rồi còn cái chuyện kinh doanh của mình á, tôi sẽ yêu cầu nó đem cái mớ kiến thức kinh nghiệm về nông nghiệp vừa học được á, phải làm sao cho công ty mình ngày càng phát triển nè, làm cho nông dân của xứ mình ngày càng làm ăn phát đạt hơn chứ. Dạ. Ờ, có cậu Dĩ về đây thì tốt quá rồi chị. Có khi cả cái xứ mình được nhờ đó. À chị ơi, lát nữa chị ăn gì để em ra em dặn mấy đứa nhỏ làm. Dặn họ làm mấy cái món nào mà dân dã thôi, ăn cho nó nhẹ bụng nha. Đừng có làm cái gì cầu kỳ nghe chú Hương. Dạ em biết rồi. Thôi vậy để em ra ngoài, em dặn mấy đứa nhỏ khi nào cơm chín á thì nó vô đây nó mời chị ra ăn nghe. Ủa chú không ăn chung với tôi hả? Chị thông cảm cho em, đúng lý ra là em phải dùng cơm chung với chị, nhưng mà em kẹt đãi mấy anh cha công an xã. Em xin phép chị. À thôi thôi, cái gì mà xin phép, bận công việc thì cứ đi đi. Dạ. Tôi còn ở đây dài lâu nè, không ăn bữa nay được thì mai ăn chứ có gì. Còn công việc thì không có đợi mình. Ờ vậy em xin phép chị, em ra ngoài em dặn dò công việc rồi em đi luôn nha. Ờ. Dạ em chào chị. À chú Hương nè, nếu mà có đãi đàn người ta thì nhớ lấy hóa đơn về rồi thanh toán với công ty, đừng có bỏ tiền túi ra mà trả cho người ta nghe. Dạ em biết rồi, em chào chị. Ôi hết quần áo ra. Quần áo ướt hết bận bình chết sao? Trời ơi, trời ơi, trời, trời ơi, cái ông sâu này, ông làm tôi hết hồn mà. Trời ơi, tôi lo cho Lan mà. Lan đi đâu mà quần áo ướt mẹp, mà mặt mơ mơ màng màng, đi như vậy quần áo ướt như vậy, bận dày bệnh chết sao? Thì nè, thì tại cái kẹp này nè, nó rớt xuống sông á, tôi nhảy xuống tôi lụm lên, bởi vậy mới ướt vậy nè. Ủa, mà ông đi đâu về vậy?
Tôi hả? Ừ. Tôi mới đi trả tiền xe lúa cho nhà máy. Mà nói thiệt, có cái kẹp rẻ tiền như vậy á mà Lan nhảy xuống sông bơi bì bõm để lụm nó lên. Lan có bị bệnh gì không vậy? Ông vô gì? Cái kẹp rẻ tiền á thì tôi cũng quý nó. Nói thiệt á, tôi có thể mua cho Lan nguyên cái sạp kẹp ngoài chợ cho Lan luôn còn được á. Là không biết tôi hả? Ở nhà tôi hả? Cái dừa lúa của tôi là lớn nhất cái vùng này. Nó không phải khoe chứ hả? Mai mốt á hả? Tôi hả? Tôi còn xuất khẩu gạo qua bên Tây luôn á. Thì kệ nhà ông, mắc mớ gì tới tôi. Ừ, tôi biết tôi nghèo nên tôi thương cái kẹp của tôi, được chưa? Trời ơi, giận nữa hả? Lan. Trời ơi, ông làm gì vậy? Ông Lan, đứng lên đi. Lan, xin Lan đừng cắt đứt dây chuông, đừng vội vàng bỏ đi. Trời ơi. Lan. Ông đứng Lan, lên đi. Lan, Lan hãy lấy anh làm vợ đi. À không, làm chồng. Nếu không anh sẽ quỳ rạp dưới chân của Lan. Trời ơi, ông đứng lên đi. Khùng. Bao nhiêu người như Lan khùng. Trời ơi. Đất ơi. Nghĩ sao ban ngày ban mặt đứng giữa đường làng mà tỏ tình với người ta vậy, không biết xấu hổ hả? Bị đặt nhẫn cỏ trao em Lan và Điệp rồi nữa. Thì gì? Đập mạnh quá vậy ta. Còn nhỏ Lan nha, tôi về tao mét tía mày nè. Quay, ê, nó, cái gì cậu hôn đây. Tôi nó hả? Trời cái ơi, gì? Mệt quá à. Cái ông này, tôi mệt quá à. Tôi có hẹn hò cái gì đâu. Hồi nãy á, tôi đang trên đường về á, tự nhiên ông núp ở đâu trong cái lùm cây á, rồi ông ra ông hù tôi làm tôi hết hồn gì đó. Đã vậy á, còn ỷ vào chê cây kẹp của tôi này nọ nữa. Thấy mày ghét. Lan nói vậy tội nghiệp cho tôi chứ. Tôi lo cho Lan thôi à. Thấy Lan quần áo ướt mẹp như vậy nè, đi thơ thơ thẩn thẩn như vậy, tôi chạy theo tôi nói là bận quần áo như vậy, bệnh làm sao. Mà nhìn cái kiểu như vậy á, tôi nghi lắm. Chắc mới đi hẹn bồ về đúng không? Tao thấy ông Sâu nói vậy cũng đúng. Đúng không? Nghi lắm nha. Có không mày? Ờ, có. Có luôn hả? Có cái đầu mấy người á. Bồ hả? Bồ lúa thì có. Trời. Bồ lúa hả? Ừ. À, vậy là đúng rồi. Vậy là chỉ có tôi và Lan mới là bồ với nhau được thôi. À, là bồ của tôi á, là tôi sẽ nâng Lan như trứng, hứng Lan như hứng hoa. Chứ bồ lúa mà biết cái gì. Có bà no làm trứng nè đúng không? Thôi đi cha nội. Thì ghê, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trời ơi, ông không sợ ông xin á, ông đá chồng cái ông văng xuống sông luôn chưa đó. Làm gì chê tôi dữ vậy? Làm gì dập dùi tôi dữ vậy? Dầu gì tôi cũng là một thằng con trai chứ bộ. Trời ơi, một thằng con trai chứ bộ là đàn ông á hả? Ờ. Cái mặt ông có nước đường bông thì có, bông mà bông sắc bóng á. Không có đường ông nào mà mặc áo bông gì hết trơn á. Thì ghê. Trời ơi, bà không biết gì về thời trang hết vậy? Làm tôi than trời luôn hả? Cái này là cái gu ăn mặc của tôi. Bà nhìn đi, ăn dày mặc dày là mới biết con nhà giàu. Bà thấy cả cái vùng quê này có ai ăn mặc giống như tôi không? Không có thằng đàn ông nào dám ăn mặc giống như tôi. Chắc có mình ông dám mặc vậy thôi chứ không ai dám mặc đâu. Thôi thôi thôi, được rồi, đừng có ở đó mà cãi nhau nữa. Chiều rồi, đi về lo nấu cơm nấu nước nữa kìa. Không thôi tía la đó. Đây. Ê Lan. Ừ. Cái này để Sâu khiêng về giùm cho. Được không? Được chứ, tôi ga lăng lắm. Nặng lắm á. Tôi là đàn ông mà. Đàn ông mà. Vậy thì cảm ơn nha. Không có gì. Đi. Khen đây. Ba cái này là chuyện nhỏ, giỡn hoài. Trời ơi, nặng quá, có sao không? Lan, lộn, nó, phụ. Nặng quá, trời ơi, công nhận nặng thiệt. Tôi là đàn ông nè. Đàn ông, mày đặt. Đàn ông, đàn ông. Vậy mới là đàn ông nè. Trời ơi, sao bà này khỏe dữ ta? Chắc là mình phải nghiên cứu là khả năng đàn ông của mình quá. Dĩ. Ừ. Dạ. Má con mới về. Má ăn cơm chưa? Chờ con về mới ăn cơm nè. Sao má không ăn trước đi? Con về con ăn sau. Má lớn tuổi rồi, bao tử đâu có được tốt như tụi trẻ tụi con. Hay quá ha. Tôi ngồi tôi đợi tới giờ này nè, giá cái mặt về rồi cái bắt đầu nói là trời ơi sao má không ăn cơm trước đi. Má lớn tuổi rồi, bao tử đâu có giống như tụi trẻ tụi con. Hay ghê. Ủa sao quần áo gì mà bộ té sình té bùn ở đâu, sao mà dơ dữ vậy? Đi lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm cậu. Dạ. À khoan khoan, quần áo của con còn nằm ở trong vali á, con tự soạn ra tự bỏ vô tủ.
Ở đây không có ai hầu hạ cậu nghe. Dạ con biết rồi, má đợi con chút nha. Trời, mình khùng quá. Hôm qua gặp người ta cả buổi mà bây giờ tên không biết, nhà cũng không biết, không biết là có cơ hội gặp lại không nữa. Cậu Dĩ. Ủa, ủa chú Năm sớm quá ha. Dạ con quen rồi chú, ở trên Sài Gòn ngày nào con cũng dậy sớm để đi bơi hết. Ủa vậy hả? Dạ. Cậu thích bơi thì mời tôi dắt cậu ra con sông làng mình bơi ha. Dạ. Tôi tưởng đâu dân Sài Gòn ngủ nước không hả? Cũng tùy người chứ chú. À ha. Nè, chị ba dặn tôi là sáng nay dắt cậu qua công ty để bàn bạc công việc đó. Thì bàn bạc cái gì chú ơi? Chú cứ lo hết mọi chuyện kinh doanh đi, con chỉ hỗ trợ thêm về mặt kỹ thuật thôi. À ha. Ê, đâu được cậu, cậu là giám đốc công ty mà. Con nói rồi, chú Năm cứ lo kinh doanh đi, còn kỹ thuật thì để con phụ trách. Cho nên chút nữa chú đưa con ra ruộng là được rồi. Tôi xuống tôi kêu tụi nhỏ nó làm đồ ăn sáng cho cậu nghe. À chú Năm, hay là vậy đi, mình khỏi ăn ở nhà, con muốn thưởng thức cái không khí ở chợ quê mình một chút. Vậy thôi tôi xuống trước tôi đợi cậu nghe. Dạ. Ủa, chết rồi. Tại vì cái xe tôi nó thắng không có ăn, tôi không có cố ý, tôi xin lỗi mà. Thôi thôi, lỗi phải gì, xin lỗi là xong chuyện hả? Rồi có tiền đòi cái quần không? Dạ dạ, cái quần của bà. Thôi có thôi thôi bà. Bỏ qua đi, không có đáng gì đâu. Đi. Bỏ qua sao được gì? Thôi. Là gì tôi nói bỏ qua nha. Dạ xin lỗi. Lỗi lỗi gì, không có lỗi phải gì hết á. Làm gì hết trời? Đây. Trưa trời trưa nắng đây mà phân ra ruộng làm chi? Trời ơi, tôi rảnh giờ nào tôi làm giờ đó. Ai với ông ở không đi lông nhông tối ngày. Trong nhà bà không chịu mướn người làm đi, để bà đỡ mệt. Phụ bà nữa, chứ con gái con đứa trưa về xách bao phân đi ra ruộng, còn gì con gái nữa. Hay quá ha, nhà tôi đâu có giàu có giống như nhà ông đâu mướn người làm. Nhờ có chút xíu cứ đứng lèm bèm hoài, chứ đâu phải giống như Lan thò tiếng là thấy mặt ông liền à. Thôi mà đi đi, tào lao không mà. Lan mà đối xử tôi như vậy tôi cũng mừng. Chạy từ từ á, đừng rớt nữa bây giờ. Đó cậu thấy hồn nguyên con trẻ bên đó đó. Chạy lo chạy đi, mà nhịn đâu hoài vậy. Đây nữa là cậu. Chạy không lo chạy gì nữa đâu, tào lao quá. Cậu thấy không? Bà lo mà chạy đi kìa. Cậu Dĩ, cậu Dĩ, cậu có sao không cậu Dĩ? Con có không sao, chú Năm có sao không? Để tôi kéo cậu lên. Mày lo mà kéo cậu Dĩ lên kìa. Mày lo chỉ cái xe đạp mày quá hả mày? Có sao trời không? Trời ơi đất ơi, tụi bay tính ám sát gì giám đốc với quản lý hả? Hả? Thằng này con kia? Hả? Cái con này? Hả? Tao nói mày nghe không? Dạ. Sao mày xin lỗi cậu Dĩ mày? Dạ em xin lỗi anh. Con xin lỗi cậu Năm.
Xin lỗi. Bây giờ cái gì mày? Xin lỗi. Mà không có lỗi phải vậy đó. Ủa bộ tụi bay hết chỗ đu đa đu đỡn à? Tụi bay ra giữa đường đu đa đu đỡn vậy? Tao nói không đúng hả mày? Cái thằng mất dạy ở dưới quê mày đặt vuốt keo cái đầu láng bóng, giờ mày lại biết dân liêu lỏng. Chú Năm, hai người này có cố ý đâu. Ai? Nó mà cố ý là tôi với cậu chết rồi. Ai? Ông nói ai mất dạy? Ông nói ai mất dạy? Tao nói mày mất dạy. Mất dạy cái gì mất dạy? Tao đoán nghĩ cha tôi chú mày kêu ê hả mày? Chứ bây giờ ông muốn sao? Không phải ông nghĩ lớn muốn nói gì ông nói. Đỡ người ta cũng đỡ lên rồi nè. Đó, xin lỗi người ta cũng xin lỗi rồi nè. Giờ ông muốn gì? Ông nghĩ ông lớn ông muốn nói gì nói hả? Ông lớn làm cha người ta hả? Chứ lẽ lớn làm con. Vậy cũng hay á. Tôi tức quá rồi trời. Cậu vậy coi có bị chấn thương gì không? Con không có sao hết trơn á. Thôi bỏ đi chú Năm. Nhưng mà cũng phải dạy cho tụi nó một bài học. Ê, vừa phải thôi chứ. Ông làm như cái đường này hả, là của họ hàng nhà ông vậy. Đường này là đường của chung. Trời ơi, đi, ta lỡ đụng rồi, ta xin lỗi rồi, thôi đi. Cũng tại ông ấy đó. Mắt nhắm mắt mở, mắt để dưới giò hả? À, tao nhớ mày rồi, tao kêu mày lại. Ê gì? Mày làm ở trong cái xưởng đan phải không mày? Rồi sao, hả? Ủa mày không biết tao hả? Biết chứ, rồi ông làm gì tôi? Mai nghỉ việc nha con. Nha con nghe. Nghỉ thì nghỉ. Mày luôn chứ mày làm cái gì? Cái gì? Tôi có làm cho ông không? Tôi có làm cho ông không mà nghỉ? Còn bà Noa hả? Nghỉ luôn, nghỉ khỏe luôn cho tôi. Bà cứ nghỉ, bà yên tâm đi. Đuổi về nhà tôi làm. Quyết định gì đi. Còn ông nữa, tôi về tôi nói với ba tôi á, mai mốt lúa không có đem qua nhà máy ông xây nữa. Khỏi luôn. Trời ơi, mày làm như có mình nhà mày là giữa lúa hả mày? Thôi đi chú Năm. Xin lỗi cô, xin lỗi cậu. Thôi chú Năm, về. Nhưng mà tụi nó mất. Thôi mà chú Năm. Phụ con dựng xe lên nè. Chú Năm phụ con tay đi. Nhớ cái mặt mày nha mày. Thôi mà chú Năm. Nhìn mặt mày là biết não yếu rồi. Thôi, ngày mai cô cứ đi làm bình thường nha. Tôi xin lỗi cô cậu nhiều. Dạ, cảm ơn. Thôi, anh mình đi chú. Ê. Nghe chưa? Mất dạy. Ê, đi chú. Ê, này đó. Ê, mà nội mày chứ. Đó, mà thấy chưa? Đang nói mượn chứ giỏi hù võ ăn hiếp người ta thôi hả? Tôi nói không xây lúa nhà ông nữa, ông nhót chạy đi luôn, thấy chưa? Ông hay quá. Thôi, ông coi ấy phụ cái xe coi hư nè. Dạ, chị muốn mua loại nào á? Chị vô chị chào Thiến. Dạ. Ủa? Chị Xuân. Sáng nay á, nghe Năm Hương nói á, là chị xuống nhà em chơi. Em tính kêu sắp nhỏ á, lấy xe qua chở chị mà chị đã qua rồi. Đúng là rồng đến nhà tôm. Tôi mới về chiều qua. Sáng nay thả bộ thăm thú quê mình. Sẵn ghé coi Thiếm buôn bán ra làm sao mà. Mèn đét ơi, cái làng nghèo này có gì đâu mà chị ngắm chị ơi. Thôi chị với cháu vào, em mời chị uống nước à. Cái gì vậy? Chết rồi. Cái gì vậy? Xe tôi. Trời ơi. Trời, cái nút cái gì cũng khùng nè. Mày chạy kiểu gì vậy nó? Trời ơi, cái xe tôi kìa. Trời ơi, cái gì vậy không biết nữa à? Khổ quá mà. Trời ơi. Cái gì vậy? Ba này. Trời ơi, gì vậy? Cái chìa khóa đâu? Trời ơi. Ủa rồi cái chìa khóa đâu? Đúng luôn đó, tao chưa nào. Đâu rồi? Đâu rồi? Nè. Trời ơi, thiệt chứ. Bà toàn là phá không à. Khổ ghê vậy đó, bà lo cho bà. Bà chạy vô, để là dưới cái cổ. Rồi bà vô bà quăng xe tôi. Trời ơi. Thôi. Bây giờ mọi người bình tĩnh lại được không? Anh hãng làm gì? Hôm nay hai người bị cái gì vậy hả? Trời ơi, con gái con đứa gì mà áo hở ẩn nút quá vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy Noa? Trời ơi, cái áo người ta kiểu như vậy đó. Bà này bà rối thiệt luôn á. Áo kiểu kỳ vậy? Con này. Đồ vô vậy. Mấy bữa nay bà bị cái gì? Cái đầu bà bị cái gì? Mới vậy xui dã man luôn á. Mà hai người nói cho tôi biết, hai người bị cái gì vậy? Thì tại thằng cha Năm Hương đó. Mà nhắc tới thằng cha thì nhắc tới là muốn chữ thề á. Thôi bà cãi đi, bắt công tôi chữ thề đó. Trời đất ơi, vậy cũng đòi dành ăn dành nói à? Tôi tức lắm, bà cãi đi. Trời ơi, bực lắm mày ơi. Ông ở đâu á, ông chạy tới đụng hai đứa tao, xong rồi văng xuống dưới ruộng. Trời đúng ơi, luôn rồi đó. Rồi mày chưa có thấy đâu, làm ơn mắt quán ha. Hai đứa tao kéo ông lên nặng muốn chết luôn vậy. Vậy mà ông nói ha, tại hai đứa tao thành thử ra ông mới văng xuống ruộng. Đúng rồi đó. Người gì mà kỳ cục vậy?
Thứ gì đâu mà trời đánh thánh đâm. Đâm đòi phèo, đánh mớp đầu. Xịt sợ. Đừng nhắc tới tôi. Bậy ơi, trời ơi. Bà đang xuống được cái chết của tôi nữa. Tôi tức quá, ông đừng nhắc tới nữa. Thôi, được rồi. Cái gì mà? Mà giờ mới sực nhớ nha. Cái gì vậy? Hồi nãy á, cha Nam Hương á, ổng vợ sau lưng ổng á, một anh chàng đẹp trai lắm. Đẹp trai mà còn dễ thương. Trời ơi, cái con dễ thương hơn cha Nam Hương nhiều luôn á. Trời, thấy chưa? Trời ơi, bà này bảo vậy bà mê trai. Hàng gì hồi nãy hả? Thấy bà đá lông nheo chớp luôn á. Cái gì? Trai đẹp đá lông nheo mà. Đá lông nheo. Ê Noa. Vậy mày đá lông nheo lia lịa vậy rồi mày có bị bay mất cộng nào không? Để tao coi coi. Lọt con mắt ra ngoài luôn á. Kiểu tao hoài. Để tao coi coi. Ấy. Đập hoài. Thì con gái thích con trai kệ anh ta. Làm gì hai người làm gì tôi? Trời ơi, bà mê trai mà bà còn la lớn nữa. Thì cũng đâu biết làm gì đâu. Thì tao với sâu á chỉ biết là đi mét tía mày thôi. Đúng rồi, bà mê trai đúng không? Đi mét đi gì tội mê trai. Đừng mét, tao năn nỉ. Ê, gì? Giờ thay đồ chở tao đi làm đi, tao gửi xe đây nha. Thôi, đừng có ghẹo nữa, kỳ quá à. Vô đi, thay đồ rồi chở tao đi làm. Cái mặt mắc cỡ kìa. Mắc bệnh này sao dễ lây quá vậy? Tự nhiên hai bà điệu điệu hả? Ê, gì? Có bộ đồ nào hở nút giống vậy, tao mượn. Trời, bà thiệt ghê quá à. Tự nhiên măng đỏ không có nút. Ê, vô thay đồ chung không? Vậy, bà vô duyên quá. Quên, đứng đó chờ đi tự cha. Tự nhiên hai người thay đồ, tôi vô thay đồ chung làm gì? Ủa, vậy để tôi vô, tôi... Ê, nước sợ kìa. Thôi, tôi về nghe thím. Dạ. Còn ghé thăm mấy chỗ nữa. Dạ. Ngày mai chú thím nhớ là tới dự khai trương nha. Dạ. Dạ chị về. Ờ. Trời đất ơi. Cái gì mà sáng sớm mà mày làm gì mà mày gãy sồm sộp vậy? À. Nó. Trời ơi, như nãy tao bứt cái bông tao cắm lên có con kiến hay sao cắn tao ngứa quá à. Ra tao coi. Trời ơi. Hồi nãy tao đã nói mày đừng có bứt bông mày gắn lên, rồi bây giờ mày gắn lên rồi bị kiến cắn, mày vừa lắm rồi đó. Ê. Cái gì? Nãy tao kêu mày cho tao mượn cái áo nào thiếu nút, sao mày đưa tao cái áo đủ nút vậy? Thì ai biểu mày đòi màu hồng chi? Thì tại tao thích màu hồng. Ê tụi bay, tao nghe nói ngày mai bên nhà máy mình khai trương công ty, tụi bay qua bển chơi không? Ủa, mày được mời hả? Mày bị khùng hả? Tụi mình quá lén, coi công ty đầu tiên của xứ mình khai trương ra sao. Chứ tao làm gì được mời. Ờ ha. Trời, làm gì quý quá tới mức phải lén qua coi. Mày không đi thì thôi, tụi tao đi. Ờ. Ê mà nói nghe nè, mà bà Xuân làm giám đốc hay là ông Nam Hương mình vậy? Tao nghe nói á, không phải bà Xuân, mà cũng không phải Nam Hương nữa, mà là con trai của bà Xuân. Cậu ấy vừa làm giám đốc, vừa học giỏi, vừa đẹp trai đó nha. Đâu phải á, trai nào giàu cũng đẹp như hoàng tử của tao đâu. Dạ phải rồi, em tin Noa. Tiếng Khmer còn gọi em là bé đen. Em hơi bị điên một chút. À, cậu chủ có đồng ý theo em không? Chú Duyên. Trời, chú Duyên quá. Trời ơi. Coi nó mắc cỡ kìa. Chú Duyên. Nè, coi chừng rụng bông đó. Quên. Kính thưa bà con cô bác, kính thưa chính quyền địa phương các cấp, bao nhiêu năm qua, trên mảnh đất này, chúng tôi luôn đón nhận được sự yêu thương và ủng hộ của tất cả mọi người, đặc biệt là sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Nhưng hôm nay là ngày khai trương của nhà máy. Tôi xin giao lại trọng trách quản lý nhà máy này cho con trai tôi là Triệu Dĩ và mong rằng cháu cũng sẽ được đón nhận sự yêu thương từ mọi người. Xin cảm ơn tiếng vỗ tay của bà con cô bác. Những lời chia sẻ nãy giờ của má tôi cũng đã nói hết tâm tư nguyện vọng của tôi, nên tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trọng trách mà má tôi giao phó. Bây giờ xin mời bà con cô bác dùng tiền ngon miệng ạ. Cậu Dĩ phát biểu hay quá. Ê No,
vậy? Bây giờ mày phải kêu tao bằng Noa cô nương mới đúng. Trời, Noa cô nương nữa. Mày làm gì ra ruộng sớm vậy? Thì tao đi cây nước lớn dẫn nước vô ruộng, với lại nhổ cái đám cỏ lúa đó. Nè, tía mày cho mày đi học mai chưa? Trời, tía tao đời nào cho tao đi? Tía bắt ở nhà làm ruộng rồi lấy chồng. Tao năn nỉ dữ lắm mới cho qua xưởng đan làm chung với mày á. Mà sao tao thấy mày vui quá vậy? Có gì đâu. Ê, mày xạo, tao thấy mày có rõ ràng luôn đó. Có đâu mà. Kể tao nghe đi. Đi. Nó nghe coi. Thì nói này, hôm qua tao gặp ảnh. Ảnh nào? Ông sâu quá hả? Trời ơi, mày nghĩ sao tao gặp cái ông khùng đó? Chứ ngày sao? Nào cũng thấy ông ngán muốn chết à. Ý tao nói là anh cậu chủ. À, phải cái người mà tông mày bay xuống ruộng phải không? Ê, mày thích người ta hả? Trời ơi, thích gì đâu mày ơi. Chứ người sao? Ta đẹp trai, con nhà giàu nữa, làm gì tới phiên mình. Tao chỉ khoái nhìn ảnh thôi à. Anh đẹp trai lắm. Tao nói trước á, trèo cao là té đau nghe chưa mày? Kệ, đau cũng được. Con quỷ. Sao sáng nay chú tới sớm vậy chú Năm? Hôm qua con thấy chú uống quá trời luôn. Tôi dậy sớm quen rồi cậu ơi. Với lại còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Chuyện gì vậy chú? Thì coi lại mấy cái hợp đồng, mấy cái hàng thủ công mỹ nghệ nè. Sao mà đợt này hàng bị trả về nhiều quá. Hay cậu Dĩ lo giùm tôi cái vụ này đi. Thôi thôi, con cũng đâu có biết mấy cái thủ công thủ kiết gì đâu. Chú Năm làm quen rồi thì chú Năm làm luôn đi. Cậu Dĩ. Dạ. Hôm qua lúc mà cậu cụng ly, tôi nhớ là cậu nhờ cái thằng Tư Bốn á. Ừ. Nó dẫn cậu đi khảo sát ruộng vườn gì đó. Rồi cậu tính khi nào cậu đi? Dạ, thì tùy lúc nào cũng được. Con cũng rảnh rỗi chứ đâu có làm gì đâu. Mà tôi nói trước đó nha, cậu mà đi với thằng đó là cậu phải chịu ba cái vụ như là nhậu nhẹt. Con gái quê mình đẹp lắm. Thôi, cô đi ra ngoài lát nha chú. Cậu. Cậu ơi, còn cái mớ giấy tờ sổ sách này. Thì chú cứ làm đi. Chú còn về con coi. Đồ hán gái, xem ra mày cũng là một cái thứ công tử ăn chơi. Cứ ăn chơi đi con. Không lẽ chàng hoàng tử của mình đây sao? Ôi trời ơi. Mấy cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Hả? Hàng làm thì càng ngày càng lỗi. Đợt này 100 cái là hết 70 cái lỗi rồi. Tụi mày đâu? Tụi mày. Gì vậy chú Năm? Có gì thì từ từ nói chứ. Cái gì mà từ từ hả? Hàng làm mới trả gì gần hết rồi mà còn từ từ cái gì? Cô quản lý hết cái đám này làm ăn vậy đó hả? Thì hôm trước con cũng đã nói với chú rồi. Đợt trước á, mưa dầm quá nên nguyên liệu không có tốt. Con cũng có đề nghị với chú là để hàng này mình bán lẻ. Đợt hàng sau tốt hơn á, mình hãy xuất lên Sài Gòn. Vậy mà chú không có nghe, đem xuất lên trển. Bây giờ hàng trả về chú lại nhăn nhó con. Cô làm chủ hả? Hả? Cô chủ hay là tôi chủ? Ăn nói trả treo. Nè 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 nè. Cái này mà gọi là hàng mỹ nghệ đó hả? Hả? Hàng mà làm như vậy thì bán cho ai? Riết là bước bỏ rồi. Nè, nếu nói về hàng mỹ nghệ, đây nha, mọi người dòm cho kỹ đi nha, học em Lan nghe chưa. Trời ơi, phải chứ ở cái xưởng này ai cũng làm việc được như em Lan thì tốt biết mấy. Ráng nha em.
Nè nè, lo mà quản lý mấy cái người này làm ăn cho đàng hoàng đi, không mà tôi đuổi hết. Tháng này đừng có mong mà lãnh lương, trừ em Lan thôi. Trời đất ơi, ông làm thấy ghê không? Trừ em Lan thôi. Trời đất ơi, cũng làm công như người ta mà làm thấy ớn. Thì đó, không ai mà nói chuyện đàn bà vô duyên như người cha này hết á. Thôi, mấy cô lo làm đi. Phải làm giống như em Lan mới được. Trời ơi, cái này nè, cái này mới gọi là đồ mỹ nghệ nè. Trời đất ơi, cái này tao làm chứ ai. Tao không đủ chỗ để, tao để ké chứ bộ. Làm thì ớn. Ê Lan, tao thấy hình như ông kết màu đen mày rồi đó. Trời, mày vô duyên quá. Chết cha, không thích mày rồi Lan ơi. Trời, ổng gần bằng tía tao mà khoái cái gì không biết nữa. Năm anh 20 mới sinh ra đời. Trời, nay chưa vợ gái chưa chồng đâu có sao đâu. Con mấy mày nhào vô luôn đi cho tụi tao được nhờ. Nhờ đó, nhờ nói thiệt á. Đi nhờ, không có giỡn nha. Đi ăn đám cưới nữa. Nãy giờ mà không nghe hả ông nội? Sinh đâu rồi? Sinh! Sinh ơi Sinh! Ngồi nè, gì vậy chú Năm? Mày ra mày coi dọn cái sân ở ngoài cho nó sạch sẽ đi. Rồi chiều còn qua ông Chính Thu chở lúa về nữa, đi đi. Hả? Gì vậy? Công việc đó chú kêu người khác làm đi. Tôi bận ở trong này rồi. Tao kêu mày làm thì mày làm đi, mà còn định sai ai nữa. Nè, chú nên nhớ á, tôi là nhân viên kỹ thuật, đâu phải nhân viên vệ sinh đâu. Cho người khác làm đi. Ăn nói trả treo hả mày? Thứ gì chú nói coi. Làm công. Ông nói như mình làm chủ vậy. Bây giờ làm cái gì? Đi ra ngoài kia dọn nhanh. Bây giờ làm cái gì? Thứ làm công. Sao vậy anh hai? Sao anh hai ăn cơm ít vậy? No rồi. Nè, có món cá kho mà anh hai thích nữa đó. Có chuyện gì hả con? Mà rồi bị mệt hay sao à? Không có gì đâu tía ơi. Vậy chứ sao? Cha Năm Hương nè, ép người quá đáng à. Có chuyện gì vậy anh hai? Có chuyện gì mà làm cho anh hai của tôi tức muốn bỏ ăn vậy? Thôi có cái gì đó từ từ kể cho tía nghe coi. Cha Năm Hương ép người quá đáng lắm tía ơi. Tôi nói tía nghe nè, điển hình như hồi trưa nay nè, tự nhiên bắt tôi dọn cả một cái sân luôn. Mà tía cũng biết rồi, tôi có phải nhân viên vệ sinh đâu. Thôi con, thì người ta là chủ, người ta sai người ta biểu cái gì mình làm cái nấy, có chết chóc gì đâu mày ơi. Chủ cả cái gì, làm mướn như tôi thôi. Nhưng mà người ta làm công cao cấp, anh cứ làm như là anh là kỹ sư không bằng. Dọn dẹp một chút có chết ai đâu. Mà em thấy ông Năm Hương á cũng đâu có gì đâu. Tao không thích, nhìn mặt thằng chả là không ưa được rồi. Mệt quá. Mà nè, mày cũng phải cẩn thận với cha Năm Hương đó, ông ổn với chả đâu đó. Gì? Tôi tính vậy tía coi được không? Sao? Tôi đi Sài Gòn nha, tôi kiếm việc khác tôi làm, tôi không muốn ở đây nữa. Con ơi con, tía nghĩ như vậy. Ở đời đó là một sự nhịn, đó là chính sự lành, thấy không? Với cái thân của mình làm thuê làm mướn, làm ở đâu cũng vậy thôi. Mà cái nữa là bây giờ mày đi mày bỏ tía rồi mấy công ruộng rồi ai lo đây? Tía nói đúng đó. Thôi mọi người ăn hết đi, để em còn dọn nữa. Nè ráng ăn chén nữa đi con.
Tía, tía ăn đi, con lấy thuốc cho tía uống nha. Ráng ăn chén nữa đi con. Từ cái nhà máy xây xác cho đến cả cái công ty Phú Dĩ, nếu mà không có cái tay của thằng Năm Hương này, tao đố ai làm nổi. À anh Năm, em nghe đồn là cái thằng con trai của bà Xuân Triệu Dĩ nó giỏi lắm phải không anh? Giỏi cái chó gì cái thằng công tử Sài Gòn đó. Nó làm sao bằng anh mày được mày. Ê, quên, thằng này nó giỏi. Nó có giỏi. Thấy không, phải có cái giỏi chứ, em nghe người ta đồn mà. Nó giỏi mê gái. Trời, anh làm em trai hớ cái quá mà. Mà anh ruột nói em nghe em càng tức thêm. Người tài giỏi như anh, tại sao không mở một cái cơ ngơi cho riêng mình để quản lý? Mà anh đem cái tài năng đó quản lý cho người ta cũng có được gì đâu. Bây giờ anh ruột mở đi, em trai hết lòng với anh ruột nè. Từ từ, cái gì mà thằng Năm Hương này làm ra, rồi thằng Năm Hương này cũng sẽ lấy lại hết. Phải như vậy chứ. Anh ruột, có cái này nè. Hôm rồi ba cái vụ đông dược ở trên huyện đưa về mấy cái thuốc quá đắt. Chở quá hết nhà Năm. Năm tính chưa? Còn giờ uống hết này rồi về ha. Chưa đã mà dễ gì anh. Nếu như anh Năm đã hứa lời đó với em, em hứa em đãi anh một trầu lớn ở huyện này. À, bà không thích màu tím hả? Thế kệ tôi, không có mắc mớ gì tới anh hết đó. Không được, mình có bạo dạn quá không ta? Không biết người ta nghĩ gì về mình mà tự nhiên mình nhớ cái khuôn mặt đó ta. Mày mốt quá, biết có gặp lại không? Chú Năm. À, má con đi đâu sớm vậy chú Năm? À, chị ba hình như là có người chở đi thăm bà bạn ở xóm trên á. Chị nói là lát nữa tôi dẫn cậu qua coi cái xưởng đan. Dạ thôi, chuyện đó đấy con tự đi cũng được mà. À mà thôi cậu ơi, cái xưởng đan lát nó không có gì để coi đâu, toàn là mấy cái đứa con gái cứng đầu không hả? Vậy hả chú Năm? Ừ. À, mà chú Năm, ruộng ở vùng mình mấy năm nay có bị dịch bệnh nào nặng không chú? Ờ thì năm nay thì cũng đỡ đỡ, chứ mà mấy năm trước thì dịch bệnh liên miên. Dạ thôi con đi. Rồi. Dạ. Dạ cậu ơi, có người cần gặp cậu ở quán nước đầu làng đó cậu. Là ai vậy? Dạ em cũng không biết. À, nhưng mà cậu ơi, ở văn phòng còn mấy bộ hồ sơ đang chờ cậu ký. Cậu lên ký giùm em nghe cậu. Để tôi lên liền. Dạ. Con đi nghe chú. Rồi. Dạ con chào chú Năm. Dạ, thưa chú Năm, dì Mai nói chú gọi con. Lan ngồi đi. Dạ. Sao Lan gặp Năm, Lan cứ gọi Năm là chú hoài. Lan kêu vậy mà Lan không thấy ngượng miệng sao? Bộ Năm già lắm hay sao vậy? Năm chỉ có tuổi thôi mà. Dạ. Năm kêu Lan lên đây là vậy, Năm có chuyện muốn nói. Dạ. Thời gian qua Năm thấy là Lan làm việc rất là chăm chỉ, cho nên là Năm quyết định tăng lương cho Lan, rồi cho Lan phụ trách cái xưởng đan luôn. Hả? Vậy đâu có được. Còn chị Mai thì sao hả? Cô Mai cô làm không có nổi đâu. Đó Lan thấy không, cái đợt hàng vừa rồi lỗi tùm lum. Mà Năm nói đúng chứ bộ, còn là cãi Năm không. Giám đốc không có hài lòng. Dạ con thấy chị Mai cũng làm tốt mà. Với lại con không có làm được đâu, con chỉ lên xưởng làm lúc nông nhàn thôi à. Con còn phụ tía làm miếng ruộng ở nhà nữa. Nè cái này Năm hỏi thiệt nha, bộ làm việc ở trong xưởng nó không tốt hơn là gian nắng ngoài đồng hay sao? Dạ. Thôi bây giờ Lan cứ suy nghĩ kỹ đi,
thật lòng á, Năm chỉ muốn tốt cho Lan thôi. Dạ. Nếu không còn gì nữa, con xin phép về làm việc. Dạ, mời cậu. Dạ. Chị có nhắn giùm em chưa? Rồi, cậu yên chí đi. Gần đây mà, ở đây ai mà không biết công ty đó. Dạ, cảm ơn chị. Ờ, có gì đâu. Kìa, cậu vĩ ra. Ê, rồi kìa. Dạ, gì? Trời ơi, linh ghê không? Mới nhắc là có liền rồi. Dạ, cảm ơn chị. Cậu uống nước mía luôn nghe. Dạ, cho em một ly đi. Đi đâu đây? Sao không lại đằng nhà chơi mà hẹn hò ra đây nữa? Tao sợ gặp bà già của mày lắm. Lúc nào bà cũng sợ tôi dụ con trai của bà vô con đường hư hỏng. Cái thằng này, mày chưa trả lời tao đó, đi đâu đây? Đừng nói là đi thăm tao đó nha. Tao đâu có rảnh, tao đi công tác. Sẵn tiện tao ghé qua đây, con mày sống chết sao rồi. Mày đi công tác? Cái vụ này mới à nha. Mày coi thương bạn bè. Mời cậu. Mày biết rồi đó, ông già tao cho tao một chân chuyên viên trong viện của ổng đó. Mấy bữa nay tao đi theo đoàn thử nghiệm giống lúa mới ở vùng này. Bộ mày không nhớ tao cũng là kỹ sư nông nghiệp giống như mày sao? Ủa, ghê ghê. Xin chào nhà khoa học. Nhà khoa học của quán bar và vũ trường. Sao? Bây giờ dưới này có gì vui không? Sao mày lặng lâu dữ vậy? Ê, vớ được em thôn nữ nào chưa? Cái gì mà vớt với không vớt. Hổm rài tao lu bu công việc lắm. À, mà con gái xứ này đẹp lắm mày. Hôm trước tôi gặp một em xinh lắm đó. Sao? Vậy mừng ăn được gì chưa? Mày thì lúc nào cũng vậy. Người ta là gái nhà lành. Tao chỉ mới gặp có một lần thôi. Tao còn chưa biết nhà em ở đâu nữa. Thay đổi quá vậy. Thằng bạn tôi nó tu hồi nào mà tôi không biết gì ta. À, mày xuống đây lâu không? Chiều mai tao về Sài Gòn rồi. Giờ tao phải đi qua xã bên kia. Có gì chiều tối tao quay lại ghé thăm nhà mày. Thôi, có chuyện gì tối nói tiếp. Thôi, tôi đi à. À quên, em gặp anh á, nhắn hỏi thăm chừng nào mày về Sài Gòn. Nếu như mày trở về trển mà cổ có hỏi á, thì mày nhớ nói là không biết chừng nào tôi về nghe. Mấy bà, giám đốc tới kìa. Trời ơi, đẹp trai quá à. Không lẽ anh tính hiềm mình? Chào giám đốc. Giám đốc ghé xưởng có chuyện gì không ạ? À, tôi qua chơi cho biết thôi. À, xưởng mình có đông công nhân không cô? À, dạ, cũng khoảng 10 người thưa giám đốc. Từ ba cái sợi này, mấy cô đang thành mấy cái thứ này đó hả? Dạ, sợi lục bình mình hái về, xong rửa sạch, phơi khô, rồi ép ra, rồi mình đan thôi. Cũng không có gì phức tạp đâu thưa giám đốc. À, vậy mỗi ngày các cô đan được bao nhiêu cái? À, dạ, cũng tùy sản phẩm lớn, nhỏ và cách đan khác nhau, thì thời gian sẽ chênh lệch chút đỉnh. À, như là cái này nè, thì mỗi ngày công suất ở đây làm thì khoảng được 50 cái. Cô làm việc ở đây hả? Giám đốc hỏi em hả? Gặp cô hai lần rồi mà tôi chưa biết tên của cô. À, dạ, cổ tên Noa à. Noa? Cái tên nghe lạ vậy. Thôi, các cô làm việc tiếp nha. Dạ. Bữa nào tôi ghé tìm hiểu thêm. Dạ. Ủa, mà cô tên gì vậy? À, dạ, em tên Mai. À, cảm ơn các cô nha. Dạ. Trời đất ơi, tụi ngậm ướt hết lục bình của người ta rồi kìa. Trời ơi, hôi quá. Lo làm đi.
Giám đốc. Ủa? Ủa? Sao anh ngồi ngoài đây? Công ty tôi sản xuất phân bón thì tôi cũng phải đi coi người ta sử dụng phân bón của tôi như thế nào chứ. Cái này á, người ta gọi là di hành, giống như mấy ông vua hồi xưa phải không anh? Trời, di hành cái gì mà di hành? Ủa, tôi mới gặp cô ở xưởng mà, sao cô lại ra đây? Chết rồi, giám đốc đừng có hiểu lầm em nha. Thật ra là em làm khoán sản phẩm thôi. Xong việc rồi á, em tranh thủ ra ngoài ruộng nè, rải phân cho ruộng nhà em. Cô làm có một mình hả? Dạ, thì có một mình, em làm mình. Với lại á, công việc này em làm mình quen à. Hay là cô cho tôi làm chung với? Trời ơi, giám đốc mà lội ruộng được hả? Thôi, lội ruộng chỉ hợp với dân, dân lắm tay bùn như tụi em thôi à. Tôi cũng là dân kỹ sư nông nghiệp mà. Cô không biết đó thôi, nhưng nông nghiệp tụi tôi á cũng phải làm thực nghiệm trên đất ruộng để làm bài thi, chứ đâu có ăn ở không như cô nói đâu. Vậy nói ra là giám đốc cũng biết lội ruộng nữa hả? Biết thì biết, nhưng mà chắc lội không có lẽ bằng cô rồi. Nhưng mà hôm nay tôi chắc chắn là phải xuống ruộng với cô, vì tôi phải lấy đất về thử nghiệm. Vì lúa hè thu, đất của mình ở đây dễ bị nhiễm phèn, cho nên tôi muốn có đáp án sớm để giúp bà con nông dân mình tìm ra hướng giải quyết sớm. À, nghĩa là giám đốc muốn coi đất như vậy thì phải bón phân gì cho lúa tốt đúng không? Cô thông minh thiệt á. Vậy giám đốc đi lội ruộng với em nha. Ừ. Làm ruộng cũng có cái hay của nó, đúng không cô Noa? Anh nói thiệt hay nói giỡn vậy? Làm ruộng á là cái thứ cực nhất đó trên đời á, mà không có lời lớn được nhiêu. Năm thì mất mùa, năm thì bệnh dịch, mà còn có trúng mùa thì cũng bán rẻ. Ê, có nhiều khi á, 3 kg lúa mà mua được có 1 kg ốc bươu vàng thôi á. Thì cái chuyện đó là chuyện chung của nền kinh tế nước nhà, nhưng chúng ta sẽ cố gắng khắc phục những khuyết điểm đó để đất nước mình, nông dân của mình ngày càng có cuộc sống ấm no hơn. Không lẽ mới có bao nhiêu đây khó khăn mà dân nhà nông mình đã nản lòng rồi? Thì em biết cái chuyện anh nói là đúng, nhưng tới khi nào cuộc sống tụi em mới sung túc được? Nói chi đâu xa, anh nhìn đi, nội 3 cái phân này nè cũng tốn kén bộn tiền, mà riết rồi làm như phân nó lờn đất hàng sao á, rải xuống nhiêu cũng không đủ hết. Đây anh. Con. Má mới về. Trời đất ơi, đi đâu mà sao dò cẳng lắm lem vậy hả? Thì con làm theo lời của má, con đi lội ruộng, lội vườn nè. Chắc bữa nay trời mưa lớn quá à. Mà con có thu nhập được thêm thông tin gì không? Dạ, nói chung là con đã lấy được mẫu đất rồi. Ờ, vậy là tốt rồi. Thôi rửa ráy rồi ăn cơm nghe. Dạ. Con có thấy chú Năm không vậy? Dạ, con không thấy. Dì mới về. Anh rửa đi. Để ở đây đi. Tôi về nghe. Dạ. Lan. Dạ. Dạ chú Năm kêu con. Chú hoài à. Nè, lên xe đi, Năm chở đi ăn cơm. Dạ thôi, con về ăn cơm với tía. Lên đi, ngại cái gì, trời sắp mưa rồi đó, đi bộ vậy mưa nó ướt hết rồi con. Lên đây, sẵn Năm thăm tía luôn. Dạ thôi, con đi bộ được rồi. Nè, ngại cái gì, Lan. Đi bộ mưa ướt hết bây giờ. Lan, ghé thăm tía luôn. Bà Noa kêu tôi tới rước Lan về. Ôi, Lan đâu theo xu đũa đâu mà sao dê nó theo Lan quá vậy? Mày nói ai dê mày? Tự biết đi ha. Ê, vậy vậy. Mấy con dê vừa mới cạo râu nhìn mặt quái thiệt. Hả? Tía ho mà sao tía cứ hút thuốc hoài vậy? Hút cho nó đỡ lạc miệng chút mà.
Tía, tía uống thuốc đi. Ờ. Tía mà có bề gì á thì tụi con ở với ai? Nhỏ này hỏi ngộ không? Bây thì ở với chồng, anh hai bây thì ở với vợ nó, mắc gì đâu đi hỏi tía. Ủa, mà sáng giờ có ra ngoài cuộn không tía? Hồi sáng tía có đi ra ngoài à, ta tính đi ra mà rải phân, cái rồi tự nhiên nó mệt ngang à. Dạ thôi, để chiều á, tao khỏe khỏe à, tao đi. Con thấy cái đờn ở trên ly quăng á, là con biết rồi. Mỗi lần tía buồn hay tía mệt á, là tía mới lôi nó xuống. Thôi, để đó. Chiều á, con về sớm rồi con đi. Cũng sắp tới ngày rải phân rồi mà. Ờ, thôi, hỏi đi. Để đó chiều anh Hải gãi cho. Chiều nè, xách chiếc xuồng, vô nhà thầy Bảy, hút thuốc cho tía. Dạ. Chiều nay không đi làm hay sao, ngồi đó bày đặt phân công người ta hả? Không tía ơi. Sao? Mới gây lộn với cha Nam Hương nè. Cái gì nữa? Bực ghê luôn á. Thằng chán quá, tôi xin nghỉ buổi chiều rồi. Tía nhớ để bao phân đó chiều tôi gãi cho nha. Giờ tôi lên đậu sớm chơi chút đã. Ảnh là vậy đó tía. Cái thằng lúc nào nóng như Trương Phi, hở cái phần. Tôi đi nha tía. Ừ. Nhớ để đó chiều tôi gãi cho nha. Vậy rồi không biết chừng nào mà có vợ có con nên hình nên dáng gì ta. Trời đất ơi trời. Thôi thôi thôi, tía uống thuốc giùm con đi, không có hút thuốc nữa. Úi. Nghe rồi. Uống thì uống. Ôi trời đất ơi, mấy đứa này. Dạ. Thưa chú Mười, thưa chú Mười. Ờ. Con qua kiếm nó hả? Dạ. Nó ở nhà sau đó, xuống chơi với nó đi. Dạ. Nè, bữa nay sẵn dịp á, ở lại ăn cơm với chú thím luôn nha. Dạ, con qua gặp Noa có chút xíu công việc, rồi con đi công chuyện luôn, không có ăn được đâu. Ờ. Con vô nghe. Ờ. Quỷ làm hết hồn mà. Nè, mày đang mơ cái gì vậy hả? Tao đang mơ tao là Lọ Lem, được gặp hoàng tử. Trời ơi, giờ này á mà mơ cái gì? Thì tại sáng nay tao mới gặp chàng nên tao mới mơ chứ bộ. Cái gì? Gặp ở đâu? Gặp ngoài ruộng. Chàng lội ruộng cùng với tao nữa. Trời ơi, vậy tưởng cái gì? Lại ông sâu nữa chứ gì? Mày nghĩ sao giờ, mày nghĩ sao là ông sâu vậy? Tao nhìn mà ông sâu là tao muốn ói à. Trời. Giám đốc. Cái gì? Mày đừng có nói xạo giùm tao được không? Giám đốc gì mà lội ruộng chứ. Trời, tao mà nói xạo với mày nha, tao thề là cho tao không gặp chàng nữa. Ý mà không được, thầy gì ngu quá vậy. Thôi thề lại. Tao thề với mày á, tao mà nói xạo á, cho tao không được gặp mày nữa đi. Mày á, mày liệu hồn á. Mấy ông công tử á, không có yêu ai thiệt tình đâu, nhất là con gái quê như mày á. Chỉ là qua đường thôi cưng ơi. Hay quá ha, hay quá ha. Mày đừng có lo cho tao, mày lo cho mày đi. Mai mốt coi chừng á, mày lấy chồng Đài Loan bây giờ á. Xí, tao á, có khùng á, tao mới lấy Đài Loan. Mà nè, chàng có nói gì với mày chứ? Có. Nói gì? Tới rồi. Nói rồi hả? Ê, bộ chàng tỏ tình nói yêu mày hả? Không. Chứ làm sao? Chàng nói một câu mà tao thích lắm. Chàng nói gì vậy? Chàng nói là cô rải phân đẹp. Trời đất ơi. Thôi tao biết rồi. Vậy là tình, là tình đơn phương chứ gì. Không dám đơn phương đâu mày. Thôi, tao đi vớt lục bình rồi đi lấy thuốc cho tía tao nữa. Ở đó mà mơ đi công chúa Lọ Lem. Con nhỏ này, chờ đó đi, một ngày nào đó mày sẽ thấy Lọ Lem sánh vai cùng hoàng tử. Thank you.
ảnh làm gì vậy ta? Mình có nên gặp ảnh không ta? Mà thôi, kỳ chết. Không biết ảnh nghĩ mình sao nữa. Mà cũng đâu có sao, mình cứ chèo xuồng ngang thôi mà. Vậy? Vậy? Trời ơi, mày đứng ở đây mà tao đi kiếm muốn chết luôn à. Mày làm cái gì mà hớt hai hớt hải vậy? Thì tao đi kiếm mày vòng vòng ở trong xóm, ghé nhà mày, bác gái nó mày ra đây. Trời ơi, dạo này cũng bị đặt lãng mạn, đứng nhìn trời trăng mây nước nữa hả? Lãng mạn cái gì mày ơi? Ăn cơm xong no quá, đi bộ lòng vòng cho nó thư giãn đầu óc. Vậy là có thằng ăn rồi, còn có thằng chưa được ăn đây nè. Vậy về nhà tao ăn đi. Hôm nay má tao nấu món mắm kho ngon tuyệt của mèo luôn. Trời đất ơi, tưởng đâu nó cho ăn tôm cua, mắm kho mà nó cũng khen tuyệt của mèo là sao? Ngon lắm á mày. Thôi đi. Thôi đi. Thôi được rồi, đi đi. Đây. Rồi qua bên này. Đó, thấy không? Dạ. Được không? Mấy em làm được không? Dạ có rồi. Đó, làm vậy nè. Hiểu không? Chị Lan ơi, em làm xấu quá à. Đi đây, chị chỉ cho. Dạ. Nè. Ê. Bác Tư con mới qua. Ừ. Bác Tư con mượn cây quạt nóng đây quá nè. Bác Tư. À hả? Con thấy bác Tư gả chồng cho con Lan đi, chứ để nó chơi với mấy đứa con nít vậy hoài mất duyên hết. Hai đứa bay đó lớn rồi đó, phải biết tự lo thân chứ bắt người già người ta lo hoài. Bác Tư phải lo cho nó chứ. Ê, con quên nữa. Gì đó? Tía của con biết bác Tư mấy bịch trà. Ui, trời đất ơi, đã quá vậy ta. Trong nhà cũng mới vừa hết trà. Nè, tao tính lát nữa qua uống ké ổng vài ly trà ngon. Dạ đúng. Ê, rồi đó, bác Tư qua chơi với tía con thường xuyên đi, để ổng mới bỏ anh buồn hiu à. Ừ. Thôi, con ra chơi với con Lan nha bác Tư. Ừ. Nè, con trả bác Tư. Nè, thấy chưa? À, đẹp quá chị Lan ơi. Quá, chị Lan của em làm đẹp quá à. Làm được chưa? Hồ. À, chị Na, chị Na ơi, làm châu chấu cho tụi em nha. Làm châu chấu hả? Dạ. Thôi chị Na không có biết làm mấy cái này. À, giờ không biết, tụi mình chơi bắt đĩa nha. Dạ. À, bắt đĩa nhanh lên, nhanh lên. Xuống, nhanh lên. Rồi, đứng thành vòng tròn đi. Hai đứa đứng thành vòng tròn nè. Rồi, rồi. Bây giờ chị Na sẽ bắt đĩa nha. Dạ. Thả đĩa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, đổ mắm, đổ muối, đổ chuối hạt tiêu, đổ niêu thức gà, đổ phải nhà nào, nhà nấy phải chi. Rồi, bây giờ chị Lan sẽ là người bắt đĩa nha. Dạ. Lọ Lem, hôm nay không có đi dạy hoàng tử rải phân nữa hay sao mà rảnh quá đi chơi đãi đĩa vậy? Con quỷ à. Lên lên, không bị bắt bây giờ. Xong chưa? Dạ chưa. 1, 2, 3. Con chân bị bắt rồi. Giờ tao hết nợ mày nữa nha. Có mấy màu đất mà hết cả buổi sáng. Cảm ơn mày. Mà hình như từ trước đến giờ tao với mày mới làm có một chuyện đàng hoàng thì phải. Ê, ý mày nói bạn mày đó giờ chỉ biết ăn chơi thôi đó hả? Thôi bây giờ tao chở mày về. Đúng 7 giờ mày qua trước ẻm đi. Mày cũng phải thường xuyên chở Ngọc Anh đi chơi. Hồi nãy tao thấy mặt cậu giận lắm đó. Ừ, tao biết rồi. Thôi tao chở mày về à. Ừ. Anh. Ừ? Mấy ngày mà không có anh ở đây á, em nhớ anh muốn chết luôn vậy đó. Chừng nào anh tính về dưới vậy? Sáng sớm mai anh về rồi. Cái gì? Sáng sớm mai hả? Ừ. Trời, bộ anh ở Sài Gòn thêm một ngày nữa không được hay sao? Việc gấp lắm em à. Có kết quả mấy mẫu đất rồi, anh phải về dưới coi coi phân bón làm sao để còn kịp thời điều chỉnh nữa. Ruộng lúa mà, có vụ có mùa, đâu có chờ đợi được em. Thôi, hay là anh ở Sài Gòn đi. Anh vô viện nghiên cứu làm chỗ anh Minh đó. Thiệt tình là em không hiểu ở dưới cái gì hay ho mà anh phải xuống tận ở dưới để làm ăn nữa.
ở Sài Gòn bộ không sướng hơn hay sao? Dù sao thì đó cũng là ước muốn của má anh, mà anh thì lại không muốn cãi lời của má. Vậy chứng tỏ anh đâu có yêu em đâu. Ê, hai ông bà, đi quán ba mà giống như đi đám ma vậy. Thôi, uống cái đi. Vui lên cái đi. Vô. Một, hai, một, ba, hai, vô. Ba, vô. Ê, Hùng. Gì mày? Ta nhảy không? Ê. Ê, đi em. Anh à, em xin lỗi. Hay là bây giờ anh cứ lo công việc của anh đi, miễn sao anh còn nhớ tới em là được rồi. Mình ra ngoài đó nhảy đi anh. À, em ra nhảy trước đi. Chúc anh ra. Ừ, em ra nhảy trước, anh ra liền nha. Sao cho mày? Uống đi. Hôm nay thấy mày lạ lạ đó. Có gì nói tao nghe coi. Không có gì đâu. Ra dậy đi. Ờ. Cậu Dĩ, cậu Dĩ, cậu Dĩ. Cậu Dĩ. À, chị ba nhắn cậu về văn phòng. Hình như là có khách ở Sài Gòn xuống á. Là ai vậy chú? Có gấp không? Tôi cũng không biết nữa. Hình như là bàn chuyện về nhập hàng hóa chất. À, thôi được rồi, để con về. À, à, à. Chị cứ an tâm, hàng của chúng tôi đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn của châu Âu và an toàn vệ sinh môi trường. Công ty chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ phía bên chị về mẫu mã, bao bì sản phẩm. Gặp được người mà có tâm với nông dân như chị á, thật là đáng quý. Cũng là may mắn của tụi tôi khi được làm việc với một đối tác tận tình như công ty của mấy ông. Bên công ty của tụi tôi cam kết là sẽ thực hiện đúng như yêu cầu của mấy ông. Cảm ơn chị. Trong tuần này, văn phòng công ty ở Việt Nam của chúng tôi sẽ gửi văn bản cho chị xem trước, rồi sau đó mới tiến hành ký kết. Dạ. Dạ. Dĩ à, con thấy sao con? Dạ, nhưng trước khi ký hợp đồng, tôi muốn xem hàng mẫu có được không? Tất nhiên là được. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Được rồi. Là hỏi cái ca cầm, là hỏi cái ca cầm, chúc cậu mở bằng đâu, an. Đâu sâu qua, nè qua năm. Còn sâu nè. Sâu nè. Ông làm sâu gì ông cứ lãm nhảm tên hoài vậy sao? Ông sâu nè. Lật rau. Ông sâu nè. Ông sâu nè. Ông sâu nè. Trời đất ơi, mày coi ông kìa. Ông lặt rau mà làm như ông sợ cọng rau đau hay sao á. Thì lặt rau phải từ từ chứ. Nhanh lên đi, trễ rồi kìa. Lặt rau thì phải từ từ, muốn nhanh thì phải từ từ. Muốn nhanh mà phải từ từ là sao? Ông sâu ở nhà ông làm công tử riết quen rồi. Qua đây á là phải làm ô xin cho hai đứa tôi á. Không dám đâu trời, thiệt tình á hả? Hồi đó giờ tôi ở nhà có bao giờ làm ba cái chuyện đàn bà này đâu. Bữa nay qua làm quá sức rồi, sợ họ về tối kiệt sức luôn. Thôi, đưa đây. Thấy lặt tội nghiệp quá, đưa đây tôi lặt cho. Đó thấy chưa, đó thấy chưa, bà thấy chưa, cuối cùng là cũng chỉ có Lan yêu tôi thôi. Bởi vậy tôi sẽ hứa với lòng là sẽ phấn đấu hết sức để mai mốt làm rể nhà này. Trời ơi, ông sâu này ông vô duyên à. Gan quá, ông cứ muốn làm rể tre thì có. Trời, rể tre gì? Trời ơi, cái bản mặt ông mà có nhỏ nào lấy ông, chắc nhỏ đó cũng khùng dữ lắm rồi. Tôi cấm bà nha, tôi cấm bà chửi Lan khùng nha. Trời. Hai lần ha. Thì ghê. Ông vô duyên vậy đó. Ê, mà sao nè? Ừ? Tự nhiên cứ mỗi lần mà đám giỗ của bác Tư á, sao tôi nhớ lại lúc ba đứa mình còn nhỏ ghê luôn á. Trời ơi, bà này vô duyên, dễ sợ, lãng nhách, lãng xẹt hả? Sao ạ? Tự nhiên đang nói chuyện tình yêu, cái chỉ ngang qua chuyện thứ nhi vậy. Vô duyên. Không mà thiệt,
Bà nói tôi mới nhớ một lần đám giỗ tụ họp về tôi nhớ chuyện hồi xưa ghê á. Hồi xưa ba mình vui. Không biết ai vui, vui. Gì này à. Vui thiệt, vui thiệt. Tôi hả chơi với hai bà bị hai bà hiếp miết. Thì ai biểu lúc đó ông á lại gươm lạc giữa rừng bông chi. Lâu lắm rồi tụi mình không có đi qua bên cồn chơi. Để đợt nào tụi mình đi đi ha. Ờ đúng rồi đó. Lâu lắm rồi ông có lấy ghe chở tụi tôi đi qua cồn gì hết. Bữa nào tổ chức một bữa đi sau. Thôi mệt quá. Đúng rồi đó. Để thu xếp rồi tụi mình đi lại một chuyến. Lâu lắm rồi không có đi. Nếu mà mình đi á thì đi từ sáng tới chiều luôn. Tại Lan rủ tôi mới đi nữa nha. Ừ được, lâu quá rồi mình không có đi. Đi chơi vui. Rồi nhưng mà lần này hả, để tôi lấy gang máy tôi chở hai bà đi cho nó vui. Chứ bây giờ đừng bắt tôi chèo xuồng. Chèo xuồng là quéo queo luôn á, chèo không có nổi. Mấy đứa ơi. Dạ. Dạ. Lo làm lẹ còn dọn ra cúng nữa. Tối rồi bay. Dạ. Dạ. Ở đó mà lo tầm sàm ba láp không à. Dạ. Dạ, dép ba đam. Hả, cái gì? Dép ông bị dính nhà đam hả? Cái gì? Cái gì? Làm gì có. Mới nói đó, ông mới nói dép ông bị dính nhà đam. Trời ơi, tôi nói ngoại ngữ. Trời đất ơi, nói ngoại ngữ mà vậy hả? Thôi mệt quá, lặt rau lẹ đi. Đúng là tu bịch. Bà nói gì nữa vậy? Tu bịch gì? Tu bịch có nghĩa là ngu ngốc đó. Trời ơi là trời. Trời ơi, ngoại ngữ. Ngoại ngữ của bà còn thấy gớm hơn nữa. Ủa, ai cũng nói lặt cùng tôi sao đi hết trơn vậy trời. Thân này biết sẽ làm mấy đây. Khổ ghê. Thôi mình làm cái chứ ha. Dạ. Dạ. Mời anh. Dùng mồi tự nhiên nha chú Dĩ. Dạ. Anh Tư khách sáo quá hả? Bà vẽ ăn chi tùm lum tốn kém không biết. Trời đất ơi, có cái gì đâu. Biết khi nào anh Năm mới dẫn dân Sài Gòn xuống đây. Cho nên là tôi mới ra mua đồ chợ đó chứ. Đồ nhà biết chú có ăn được không? Dạ. Đúng rồi đó cậu Dĩ. Dân quê mình á là chịu chơi hiếu khách lắm. Nói thiệt với chú Năm và anh Tư, hồi lúc mới về đây tôi thấy chán lắm. Nhưng mà bây giờ đã thấy thích rồi đó. Thôi nghe, chú có là chú phải nói thiệt đó. Chú đừng có mỉa mai dân quê tôi là mới cởi tím người hết á. Anh Năm coi á, dân với mình là tay lắm chân bùn làm sao mà bằng dân thành phố anh Năm ha. Nói như chú vậy cũng đâu có được. Thì mỗi nơi mỗi khác chứ. Nếu anh Năm nói vậy em hiểu rồi. Coi như là cậu Dĩ là tráng gái thành phố, tìm con gái dưới quê á là nó hiền hòa, nó dễ thương đúng không nè? Đồ có rồi anh Tư. À, mà cái vụ phân bón sao rồi anh? Ủa, phân bón gì? Vừa rồi em đem một số mẫu đất ở cánh đồng xã mình đi xét nghiệm. Bà con mình toàn dùng phân bón theo thói quen. Bón toàn là phân đạm không hả? Thì dư cũng tốt mà. Đâu có được chú Năm. Dinh dưỡng nó phải cân bằng thì cái lúa mình nó mới tốt được. Vậy thì giờ theo cậu Dĩ tính sao? Việc thay đổi thói quen của bà con có bộ không dễ. Bây giờ nhờ anh Tư hãy tập hợp bà con để hướng dẫn bón phân theo cách đúng. Bên em sẽ nghiên cứu thêm những loại phân để có tỷ lệ thích hợp với vùng mình cho bà con. Cái vụ đó hả? Nè, đúng rồi đó. Sau này mình còn phải hướng dẫn cho bà con cách sử dụng các loại nông dược để mà trừ sâu bệnh nữa chứ. Cái này là ý của anh Năm có trong đó phải không? Dạ, cái đó dễ lắm. Mấy cái chuyện lẻ tẻ đó tôi bổn này nói một câu là bọn con bu rần rần à. Thấy vậy chứ tôi có uy tín lắm. Chú yên tâm đi. Thôi mình vô đi nè. Đúng rồi. Đây em rót thêm cho anh. Rồi. Dạ, vô. Rồi. Dạ mời, mời anh Tư. Chú Năm. Đây. Ủa, anh Tư. Hả? Nhà vệ sinh mình nằm ở đâu anh Tư? Chú ra làm đại ngoài he kia. Thành phố. Quên. Dạ, dạ tại tôi quên. Chú đi trong nhà, đi ra đằng sau gặp cái tường quẹo tay phải, có cái nhà toilet. Dạ, cảm ơn anh Tư. Anh Năm, anh thấy này sao? Nó có ấy công việc của mình làm không mà anh dẫn nó tới đây vậy? Yên tâm, mọi chuyện cứ để Năm này lo. À, còn ba cái chuyện mà tập huấn gì đó. Chú phải nhiệt tình với lại cậu Dĩ, nhớ chưa? Mấy cái chuyện đó cũng tốt cho mình. Rồi, bây giờ tôi xin tuyên bố. Dạ. Bữa nay là đám giỗ bà xã tôi. Dạ. Tôi cảm ơn hết bà con chòm xóm bao nhiêu lâu nay.
Năm nào cũng tới đây để góp mặt để mà dự cái đám giỗ nhà tôi để mà nhớ tới bà xã tôi. Bây giờ tôi mời cầm ly lên nè. Dạ. Vô. Dạ, dạ cô Bạch Tư. Mời hai bác mời. Tôi có được cũng không? Rồi, được, 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 được. Vô, cùng đi. Dạ, xin mời. Vô. Năm nay là mưa thuận gió hòa. Ta nói lúa ngoài đồng ngó thấy mê luôn vậy đó. Trời ơi, ta nói mừng cho bà con mình từ nay là hết nghèo, hết khổ ha chú Mười. Tôi nói thiệt với anh nha. Tôi cũng mong được vậy dài dài luôn á. Ta nói mỗi lần ra ruộng á, nhìn thấy lúa nó vàng rộp vậy đó. Ta nói tôi sướng rân ở trong người vậy đó. Thì tốn biết bao nhiêu tiền phân đổ xuống rồi, không tốt sao được. Đúng không? Dạ thím Mười nói đúng á. Cây lúa giờ riết rồi hả? Chăm sóc khó gì đâu á. Trồng lúa cũng giống như là chăm em bé vậy đó, đút từng muỗng sữa. Ờ đúng rồi đó. Trời đất ơi, nhỏ này. Mày chăm em bé hồi nào rành dữ vậy? Để chai rượu đây. Vô duyên. Bà lãng xẹt à. Tự nhiên hả, giờ thì nhìn thấy người ta chăm em bé là biết sao. Chăm em bé cực khổ, khổ cực là biết chăm cái lúa khổ cực như thế nào rồi. Cần gì phải chăm mới biết được. Hay quá, bộ em nhìn thấy rồi hả? Ủa bộ bà đuôi hay sao không thấy? Nè thằng Sâu nha, tao thấy dạo này mày bên con Lan chập chập luôn đó. Anh hai này. Cái gì anh hai? Xin này. Em Binh, từ hồi đó tới giờ tại anh không để ý thôi. Anh Tư nè. Bữa nay là đám giỗ chị nhà. Rồi. Mà tôi nhớ hồi đó anh với chị nhà giống như là cặp Sam á. Mà không phải là Sam ở ngoài đời không đâu, mà còn Sam ở trong nghệ thuật nữa. Giọng ca của chị nhà mà nó hay, nó mượt chừng nào là do tiếng đờn réo rắt lãnh lót của anh Tư. Bây giờ nhân cái cơ hội đám giỗ này nè, anh đờn lại đi anh Tư. Đờn vài bài nghe đi anh Tư. Đúng rồi đó, Tư. Đúng rồi đó, đó. Vô bữa tiệc là đờn nó mới sung được. Vậy không? Vậy phải không? Dạ. Bây giờ vậy thì uống cái rồi đờn nghe nó mới hay nè. Vô. Vô. Mọi người biết không, không phải là con hát mà cha khen hay, nhưng mà con Lan nhà tôi nó hát hay y như má nó hồi xưa. Bây giờ để nó hát lại cái bài Dạ Cổ Hoài Lan đó để mọi người nghe nhớ ha. Hát đi con. Rồi, vỗ tay khi thế cái coi. Năm chú Năm, gì sao lại chú Năm? Ai mà đàn ca hát hay vậy chú Năm? Thôi để ý làm gì, mấy cái thứ sướng ca vô loại đó mà. Tôi nói cho cậu nghe, trong cái làng. Ê, cậu gì, về. Ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm, đi về.